Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Và chiều nay ấy, Mỹ Hải cũng vừa đi tìm dê về xong. Nhưng mà Mỹ Hải vào bản ấy là Mỹ Hải cũng không tìm được dê. Dê thì hôm nọ là chị Hồ Thu Thủy ở bên Úc ấy cũng có gửi về cho Mỹ Hải là 4 triệu để mua dê cho gia đình nhà ba cháu một cô nuôi ấy. Nhưng Mỹ Hải cũng đi tìm dê rồi nhưng mà chưa mua được. Còn bây giờ là đồng chí vợ của Mỹ Hải ấy là cũng đang đi tỉa lại những cái cây ngô ở vườn nhà Mỹ Hải đây. Những cái cây ngô thì có những cái hốc mà có mọc được, có những hốc không mọc được. Với lại là ở trên vùng Mỹ Hải ấy, lại sợ dày quá, thế cho nên là lại phải tỉa bớt cây đi. Về rồi anh. Anh về rồi. Đi tìm có được tìm được dê không? Dê á? Đó. Dê không đi tìm được. Không có à? Không có, vì là dê kia bé quá. Mua con to to một tí nó mới phát triển nhanh. Vâng. Đây này. Tỉa sắp xong chưa? Đâu? Ôi. Có những cây nó năm nay hạn hán đấy nhỉ. Ừ. Thế là mọc nó cũng không đều. Mọc không đều à? Còn cây có mỗi một cây này. Lại thêm vào. Vâng. Cái ngô kia là hôm ngô mà hôm qua bằng không phải không? Vâng. Rồi rồi. Năm bảo để em để cho nó mọc lên cho đều. Đấy, có những cây là chỉ một cây như vậy thôi, có những cái hốc như vậy. Đấy, như cái đậu của mình là cũng mọc khá cao rồi này. Vâng. Mai là mình phải đi chặt cây tre về. Để mai mốt mà cây đậu để dài lên ấy, cao lên ấy, là lúc đấy mình sẽ cắm cọc. Vâng. Bên kia là tìm, bên kia là em xem hết chưa? Bên kia sáng nay xem xong rồi gì? Vâng, còn mấy luống ở bên này nữa thôi. À. Như chỗ nào dày quá thì phải tỉa đi. Vâng. Như cây này hỏng hết rồi em ạ. Đây này. Mọc lên này. Ôi, có sâu này em này. Như cây bên này này em về xem này. Sâu rồi. Sâu rồi. Trồng lại thôi, ăn hết rồi đâu nữa đây này. Ôi dồi ôi, này sâu này, lại phải đi bắt sâu ngô như năm ngoái nữa thì đúng rồi, đau đầu. Năm nay đấy, năm nay đấy, đập đi, đập đi, đập con sâu kia đi. Bé xíu này thì mà đã ấy rồi, bé xíu này mà đã có rồi. Ăn như vậy là hỏng hết rồi, bây giờ là bỏ đi, bỏ gốc đấy đi. Ui, đây nhiều sâu lắm. Nhổ hẳn ra đi. Trồng lại đi. Sâu ăn hết rồi. Như trước là các bác hướng dẫn mình là như nào nhỉ? Quên luôn rồi đó. Hả? Quên rồi đấy anh ạ. Cũng quên rồi. Nên em không lấy một ít phân chuồng vào để mới phát triển tốt. Vâng, lúc này em cũng lấy ra nhưng mà em ấy hết ở bên kia rồi. Chắc à. Rồi. Còn mấy hốc ở bên này em tưởng nó không ấy thì còn mấy hốc em không lấy. Đấy, bên này này. Có bà ấy đâu nhỉ? Sáng nay không thấy bà nhỉ? Bà nhà. Đây này, những cái cây này là mọc ở bên này là nhổ đi em ơi. Bà đi hộ nhà bác ở bên kia trồng ngô đấy ạ. Nhà bác đấy, à nhà bác sinh nó vẫn chưa trồng xong à? Vâng. Cái cây này. Dày quá. Dày quá thì phải nhổ đi. Ô, bí cái nhà mình là năm nay là cũng không mọc nè. Anh ơi, năm nay á khô quá. Năm nay từ suốt từ Tết giờ còn chưa có mưa tí nào á. Đúng rồi. Hết rồi. Đây này, bí cũng chỉ có vài cây này, lắc đác lên thôi này. Đây. Ôi, sâu này. Lại có tiếp. Đây, đây 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 em ơi. Kiểm tra cái này, cây này này. Nhiều sâu lắm. Bắt đầu hiện tượng sâu ở đây. Đấy lại sâu này. Đây này, sâu. Ui dồi ôi, này. Rơi đâu ấy? Ghê quá. Đây.
Con này còn bé nha, năm ngoái mình bắt được con to đùng. Đúng rồi. Dễ là ghê luôn á. Sâu ngô. Không hiểu sao nhỉ. Không biết sao vài năm trở lại đây là toàn sâu thôi. Toàn sâu. Giờ là phải ra ngoài hiệu thuốc để mình hỏi cơ, đúng không? Xoay hết rồi gì? Đây nhổ là rau này về xong là chiều nay mình ăn luôn này. Rau dền ấy. Thế rồi em không nhớ mang theo cái rổ rồi. Được rồi, cứ nhổ xong là anh cầm được. Em nhổ anh cầm nhé. Rồi rồi. Đấy, ở trên vùng Mỹ Hải là cũng trồng xen ké những cái cây rau dền như vậy các bạn ạ. Để trong quá trình mà rau dền cao lên và vô ngô này ấy, là chuẩn bị được vun đợt 2 thì là lúc đấy là sẽ nhổ hết. Đây, anh cầm giúp em để rồi rồi. Sang bên kia em nhổ thêm. Bên này này có cả tam giác mạch này. Tam giác mạch này là phải nhổ về chỗ lợn ơi. To quá rồi. Bây giờ ra hoa rồi đấy em này. Chưa có gì đúng không? Đấy, chọn những cái tam giác mạch cái này để mình nhổ tí mình về mang về làm bắt cánh được. Đây ra hoa hết rồi. Được mà. Cứ nhổ đi tí nữa về nhặt xong. Ngoài này nắng lắm. Tam giác mạch này, nhà Mỹ Hải là bây giờ là cũng đã cho ra hoa hết rồi. Cái này là tầm khoảng là vài ba hôm nữa là bắt đầu là vun được ngô rồi. Những cái này ra hoa hết rồi, tí nữa mình ra đằng sau em ạ. Nắng quá. Đấy, đường nhà Mỹ Hải này cũng chỉ có một ít như vậy thôi các bạn ạ. Ở chỗ cái khoảng trồng ngô xanh xanh như này ra đến đầu bên này. Đấy, với lại là từ chỗ mà đang trồng mấy cái cây dâu ở đây để phân biệt ranh giới và sang khu vực mấy cây dâu bên này và sang đây là khu xanh xanh, đây là đất nhà Mỹ Hải. Đấy, ở dưới vườn nhà Mỹ Hải ấy, là những cái nước thải từ bên cống về là cũng có đọng lại ở đây, vì là ở đây là cũng chưa khắc phục được. Anh ơi. Sao em? Hôm qua thấy bảo là em chứ cho bờ lô kia cho em chứ mà sao không thấy ra chở đấy? Em chứ thì hôm trước là anh đã dặn thế rồi. Đây những cái bờ lô đây này, hôm nọ anh bảo là em chứ là xuống đây chở hết đi để còn làm cái trái bếp ấy. Nhưng mà có thể chở đâu. Đây này, hôm nọ là chở được mỗi 4 tấm đi thôi. Yeah. Còn những chỗ này là thoải mái, em chứ làm trái bếp mà. Đây này còn nhiều lắm. Đây còn rất là nhiều này. Cũng chỉ xếp nhờ ở bên cạnh nhà bác hàng xóm ở đây thôi. Đây còn nhiều mà, chỗ này nếu em chứ làm trái bếp thoải mái, em chứ lập rồi. Đúng rồi. Vẫn còn tốt mà. Đúng rồi. Tận dụng lại thôi, nhưng mà chưa thấy em chứ xuống chở. Hôm nọ là vào là anh đã báo thế rồi còn gì. Không thấy đâu cả. Thế thôi thì về đi. Mai kia lại lên bảo em đấy. Hay là mấy hôm nay bận. Chả biết là em chứ. Đây có cả những cái tấm tôn đây này. Bảo em chứ xuống lấy để chở đi. Và em chứ lại chả lấy.
ơi, này mấy cái đàn ông của anh ấy, anh đi rồi á, nó cứ cắn nhau suốt đấy. Mấy đàn ông á? À, cắn thì em phải lưu nước đổ vào chứ. Có mà, em lấy rồi, nước ấy. Em lấy nước rồi vào mà. Nó đã vào tổ với nhau chưa? Vào rồi, nhưng mà tối anh tách đàn đi, anh tách đàn ra đi. Hay là để gần quá rồi? Đó. À. Đàn nào ấy nhỉ? Đàn bên này đấy nhỉ? Đàn bên đây à? Hai cái đàn bên này nó cắn nhau cả buổi sáng. Cắn như thế là chết hết rồi. Đâu? Đàn nào? Yeah. Đàn bên này á? Vâng. À. Cắn như vậy là ôi chết nhiều lắm. À vẫn còn. Còn 4 cầu nữa. Bà cái đạp bên này à? Vâng, đúng rồi. Ôi giời ơi. Chết nhiều lắm. Xem hai cái đàn đằng sau xem nó có cắn nhau đấy, để ra rổ đấy, xong là tí nữa chiều chiều là rầm rầm tí là mình ra đằng sau mình đi hái tiếp để lại về làm bắt canh. Đâu hai đàn này không biết là có cắn nhau không? Không thì cắn hai cái đàn đằng trước. Hai đàn đằng trước rồi à? À, vì là Mỹ Hải cũng có nuôi hơn chục đàn ong. Ôi, cũng cắn này em này. Có con chết không? Cũng có con chết này, em mang đũa về đây. Mang chiếc đũa về đây cho anh. Đây này em này. Cắn cũng chết này. Ôi. Chắc là đi nhầm tổ rồi. Tổ mùa này nó đói anh. Đúng rồi. Mùa này đói nó quay ra cắn nhau đó. Quay cắn nhau. Còn đàn bên này không biết là cắn nhau không? À, đàn bên này không sao em ạ. Vâng, sao là tốt rồi. Đây, bay ra bay vào này. Đàn bên này không sao. Đây, cũng có nhiều anh chị cũng có hỏi rằng là nhà Minh Hải thì cũng đã làm xong chưa? Nhưng nhà Minh Hải cũng đã làm xong rồi. Nhà này là nhà làm thủ tục. Thế chứ là nhà ba gian là thủ tục đây là Mỹ Hải cũng đã làm xong. Còn hơn 20 ngày nữa là Mỹ Hải bắt đầu là khởi công nhà xây bên kia. Còn nhà này là Mỹ Hải cũng chưa lăn sơn. Mỹ Hải chờ nốt nhà bên kia xong là Mỹ Hải sẽ lăn sơn nhé. Khu này là khu bàn bếp của nhà Mỹ Hải. Mấy hôm nay là cũng đi vào bản là cũng chưa dọn dẹp được. Còn ra là sau trái nhà Mỹ Hải ấy, là nhà Mỹ Hải cũng có những cây dâu như vậy. Những cây dâu này là cũng không tốt. Thế cho nên là mai kia là Mỹ Hải làm nhà là Mỹ Hải sẽ đào bỏ những cây dâu này đi. Giờ là Mỹ Hải cũng sẽ tiếp tục là đi vào bản nha các bạn nhé. Để đi tìm dê. Xem là có mua được dê cho gia đình nhà ba cháu một côi không. Có lẽ là bây giờ là Mỹ Hải cũng xin kết thúc video của Mỹ Hải tại đây. Và Mỹ Hải lại tiếp tục đi tìm dê. Để mua được thì mai là Mỹ Hải sẽ mang dê vào cho gia đình nhà ba cháu một côi nhé.